cô tán cô, đuổi cô đi. Tôi nói bà một lần nữa nha, lần sau bẻ cái cổ cái giò. Cô cho con hỏi là cái chỗ mình đang ở đây có phải là chuồng bò? Ngày xưa phải, là chuồng bò. Toàn chuồng bò. Dạ, ý em là giờ có mẹ chị ở đây này. À, cô ở đây, chị là một người con, là một người con gái. À, chị nghĩ như thế nào mà khi chị để mẹ mình phải sống trong chuồng bò? Dạ đây mà. Ở Đồng, mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì chị có thể cho em biết là mình đang ở đâu đây chị? Ở xã Thanh Mỹ, ấp Hưng Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì Đồng được một người chị khán giả xem kênh có gửi hình ảnh cũng như chia sẻ một câu chuyện rất là đặc biệt. Đó là câu chuyện của bốn mẹ con. Sau khi người chồng mất sớm thì Đồng cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà sau khi người chồng mất đi thì bốn mẹ con lại không có chỗ ở, phải ở trên một cái nền chuồng bò như vậy. Sau lưng Đồng đây, quý cô chú chị này, thì cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn. Thì chị ấy, người chồng thì bị gì mà mất chị ha? Bị bệnh sốt cao tử. À. Rồi bỏ lại mấy đứa con đó, rồi gia đình cũng nghèo khổ, không có chỗ ở. Rồi bà ngoại chồng cho ở đỡ cái nền chuồng bò. Dạ. Rồi ở mặn ăn bán với số ngày có 100 mấy không đủ sống, mà thấy hoàn cảnh khổ quá. Rồi vòng vòng xóm này nè, sao dài dài người ta cũng cho gạo cho tiền ăn hoài, thấy hoàn cảnh khổ quá thì. Mà câu chuyện cũng rất là đặc biệt là ở đây là quý cô chú chị, một người làm dâu ở đây mà tại sao lại rước cả mẹ ruột của mình về đây sống nữa này, là khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đúng chị, thường thường là làm dâu chỉ làm dâu thôi, ít khi mà ai mà rước mẹ mình theo mà sống đây đó. Gia đình cũng bên bà bên mẹ cũng nghèo khổ nữa, rồi không có ai hết trơn để nuôi bả, rồi những nhỏ này nó mới rước về đây để nuôi bả luôn. Dạ. Ông ngoại người gia đình cũng nghèo cho lắm. Em là cái chỗ mà mấy mẹ con đang ở đây là nền bò chuồng. Nền chuồng bò, nền chuồng bò. Là chính xác đúng chị. Chính xác chuồng bò, rồi cái che lên vậy ở nè, chuồng bò nè, cất vòng đây nè. Hồi đó là nuôi bò đó. Rồi em cảm ơn chị nhé. Để bây giờ thì em có thể vào thăm gia đình nhé. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nhé. Rồi em cảm ơn chị. Đây quý của chú chị ạ. Con chào cô. Mới vô thì Đồng rồi. Tôi không biết ở vô đây thì có sáng này. Cô tên gì? Tôi lo lắm, cô tán cô, đuổi cô đi. Rồi đuổi con gái cô thấy không? Chồng nó chết, cô bỏ con, cô không chịu nổi, cô ở đây cô lo cho nó. Cô thì năm nay nhiêu tuổi? 63 tuổi. 63 tuổi hả? Tuổi là sổ. Cô mới gặp con là cô nói là sao? Bị ai đánh ai tát là sao? Là cô nè, đuổi cô đi. Tôi nói bà một lần nữa nha, lần sau nữa tôi giết bà, bẻ cái cổ giò. Hỏi con nghe, tại cô thương con gái con mới ở, con thương con gái con đi lâu rồi, con mới lại đây mà chui ra quấn. Từ đó bên chui ra mẹ cô có đạt làm chui ra, chưa bao giờ chui ra quấn mẹ cô đâu. Ý là nhà, tại sao mà cô lại theo con gái về đây cô? Tại con trời con chồng nó chết, bỏ lại bốn đứa con, cô phải về để cô lo cho nó, thấy con gái cô tội nghiệp. Nãy giờ cô chia sẻ là cô bị bên đó vũ lực với cô là có sự thật không? Có, cô nói láo rồi cô chết tại chỗ. Đuổi mẹ con cô đi, đuổi con Nga, nói sao con Nga mà có chồng nha, là đuổi con Nga đi chỗ khác, quýnh con Nga bắt con lại. Nha, có cái bà là chồng là tàn nhẫn gì không? Dạ. Cô thì cô cô nói ra điều này thì cô có sợ bên cô đó kia biết không? Bên chồng mà. Đúng rồi, bên mẹ em. Cô nói cho con nghe thôi, còn con đừng nói bả nghe được, đúng cô nữa. Đúng cô nữa. Cô cắn răng mà cô chịu. Tại sao mình không về bên cái đất của cô? Tại vì cái gái cô ở có chồng bên chồng. Ý là mình rước con gái về luôn? Không được. Sao ạ? Bả không cho, bả nói con nào này có chồng, đi theo chồng. Con này cái gì con nó mới ở lo cho con nó, con hiểu không? Đó, con mới gắn đăng mà con chịu thôi. Thấy con gái con tội nghiệp lắm, đi bán từ phía đến sáng kéo về. Bà và chồng là khốn nạn chửi con dâu. Mày á, biết sửa sạn xong vắng rồi, dầu thơm, không lo cho con cái. Mẹ mày về bún hơn đầu thị.
Trời ơi, tại... cô cho con hỏi là cái chỗ mình đang ở đây có phải là chuồng bò? Ngày xưa phải, là chuồng bò. Toàn phòng bò. À. Bà biết bà và chồng á, bà chu gia Mỹ Phúc nói dâm, miếng đất này của mẹ tôi, còn cái nhà tôi cắt, con phải con Nga cắt. Nha, con phải con Nga cắt. Nha, tôi đuổi mẹ con bà đi chỗ khác. Nha, tôi nói mẹ tôi đứng tên, không phải con Nga đứng. Nhưng mà ý cho con hỏi là tại sao cô có nhà không? Cô quê cô ở Vĩnh Long. Sao cô mình không rước con gái về đó, mình mà phải ở đây chịu đựng như vậy? Tại vì con gái cô nó trở nó chịu về bên chồng nó ở, rồi con á, rồi cô phải về bên đây cô lo cho nó, tội nghiệp nó. Sáng cơm nước cô, cái giò cô không đau, cô cũng dọn dẹp dọn nhà cửa cho nó. Tại cô nứt cái giò cô không có tiền mua thuốc uống, con nứt cô khóc lên khóc xuống vậy. Đau khổ lắm con ơi. Nghĩa là hiện tại là mấy mẹ con đang ở trong cái chuồng bò. Dạ đúng rồi. Đúng là cái chuồng bò sự thật là vậy phải đúng không? Đúng rồi. Là khi cô ở xuống đây thì là lấy chuồng bò sửa sang lại thôi. Dạ. Dạ con Mỹ Phúc cũng nhớ hôn với mẹ buộc nó là miếng đất của mẹ nó, cái nợ nhà này nó cắt chứ không phải là con Nga cắt. Muốn đuổi mẹ cô đi giờ nào đuổi đó. Dạ. Rồi chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Hả? Bà giờ. Khi con gái cô. Nga ơi. Chị ơi, ra đây nè chị. Dạ. Chắc chị đang cho em ngủ hả? Dạ, tôi lũng ngủ đó con. À. Cô đau khổ lắm, cô khóc ngày, khóc đêm hoài. Ui à, ba đứa, mấy bé luôn? Một. Chị, em chào chị. Chị em kẹp cái này cái. Nãy nói chuyện mới vô nói chuyện với mẹ chị hả? Dạ đúng rồi, mẹ em. Chị thì tên gì chị hả? Dạ em tên Lê Ngọc Thúy Nga. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 36 tuổi. À chị thì có mấy người con? Dạ em 4 đứa, ba trai một cái. Bé đầu tên gì chị? Dạ bé đầu này là tên Đặng Hữu Nghĩa. Rồi bé tiếp theo? Bé tiếp theo là Đặng Hữu Nhân. À bé tiếp theo? Còn bé này là Đặng Thủ Thành. Ui à, bé này là... Là Đặng Thị Tiết Trinh. À. Dạ. Bé này là mấy tuổi nhỉ? Dạ 9 tuổi ạ. 9 rồi đến 8 hả? Dạ đúng rồi. Rồi đến... Dạ 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi, bé này chắc 2 tuổi mấy, 3 tuổi. Dạ. Dạ. Là chị, công việc của chị hiện tại làm gì? Dạ em đi buôn bán đi số. À, một ngày bán được mấy tờ chị? Em bán được 200. 200 tờ là dạ. Lời được 200 nghìn. Dạ đúng rồi. À, rồi đủ trang trải cuộc sống không? Dạ không anh. 200 nghìn không đủ trang trải cuộc sống hả? Dạ. Chồng chị thì mất lâu chưa? Dạ, chồng em mất được 2 năm. À, khi đó thì anh bị làm sao chị hả? Dạ, anh bị bệnh xuất huyết ba tử á. À, là mình phát hiện muộn quá hay sao mà không cứu được anh? Dạ không, em đi kịp á mà tại ảnh chở đi bệnh viện nhiều quá rồi nên không cứu nổi. Chở vô Mỹ An á rồi tao hẳn đo 9 giờ sáng người ta mới chuyển đi. Dạ. Ủa em nghe là thứ nhất là bà ngoại này với lại người cô mà giới thiệu em tới để thăm chị á, nói là mình hiện tại đang ở trên này là cái ngày xưa là cái chuồng bò hả? Dạ, phải không chị? Rồi. Dạ đúng rồi, cái chuồng bò. À, em sợ nhiều khi em nói lên đây là cái chuồng bò này nhiều ông bà cô bác nói là nói không đúng. Dạ, mà cái này đúng không? Dạ đúng rồi, cái này hồi đó là cái chính xác 100%. Dạ đúng rồi, tại vì hồi đó là cái này là ông gia chồng nuôi bò. À. Rồi ổng mới thấy rồi vậy rồi cho hai vợ chồng ra riêng. Dạ, ra riêng là mấy hai vợ chồng ở dưới này luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Lúc đó thì em ở trên đó đó. Nhưng mà tự khi ông xã em bệnh rồi với kiểu như ổng đi làm á rồi ngấy quá công chuyện lu bu quá nên cho xuống đây ở cách riêng ra. Ừ. Rồi em có một cái câu chuyện là khá là hiếm gặp nhé. Dạ. Đó là chị ở làm dâu rồi còn rước thêm mẹ ruột về đây nuôi nữa. Dạ đúng. Thì rồi. Khó khăn lại chồng chất khó khăn nữa. Dạ. Tại sao chị lại rước mẹ về đây hay là mẹ đồng ý về đây ở với chị? Tại em rước mẹ rồi tại em thấy mẹ già có mình đeo đơn á nên em rước. Nhưng mà mình ở mình đã làm dâu rồi mà chồng lại mất rồi mình là khó khăn rồi mà khi mình rước mẹ về đây thêm một gánh nặng nữa tất nhiên là em nghĩ là sẽ khó khăn nhiều hơn với so với bên nhà chồng. Không, tại vì lúc cũng còn sống á là em rước mẹ về rồi em với hai chồng em lo nhưng mà thấy người mẹ đeo đơn lúc mà ba mất đi đó rồi em thấy vậy thôi tội nghiệp mẹ em mới rước về đây cho mẹ ở chung với em nhưng không ngờ ông xã em đi nữa rồi em thấy vậy thôi bảo bọc mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà em khi mà chị mà rước mẹ chị về đây thì em nghĩ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ, đúng. Sẽ có lời ra tiếng vào. Dạ. Em đảm bảo. Tại vì khi mình làm dâu này rồi là lại thêm gánh nặng mẹ già nữa. Dạ. Trước đây thì em chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này rất là ít đúng chị. Ít khi mà làm dâu mà rước mẹ về đây.
Nhưng mà em cũng có nói mẹ ráng cố gắng gì thương con thương các cháu mà ở đây với mấy đứa nhỏ với con đồ. Bây giờ mẹ ở đâu cũng vậy thôi, mẹ về mẹ ở với con đi. Dạ. Từ khi mẹ chị về đây thì chị thấy là mẹ gặp nhiều điều ấm ức á. Dạ biết, nhưng mà em cũng kêu mẹ ráng cố gắng vượt qua giống như con vậy đó. Ai nói gì nói, mình ráng cố gắng gì thương gì con gì cháu đi là được. Mẹ chị chắc cũng bị nhiều tai tiếng với lại nhiều cái điều mà khó nói. Nói chung là bản thân chị giờ cũng không dám nói ra ở đây. Dạ đúng rồi. Tại vì chị đang ở trên đất bên chồng. Nếu bây giờ chị mà nói ra một cái là chắc chị không ở được ở đây nữa. Cái lúc đó là em đi luôn á. Em cuốn đồ tống khổ em đi luôn á. Dạ. Nói chung là trong lòng chị hiện tại sẽ có những điều muốn nói nhưng mà mình lại không dám nói ra. Dạ đúng rồi. Chịu ấm ức chắc cũng lâu rồi chị nhỉ? 2 năm rồi. 2 năm kể từ chồng mất đến giờ. Dạ đúng rồi. Dạ. Kể từ chồng mất thì không biết là người ta có nói gì về mẹ chị không? Nhiều lắm nhưng mà tại không nói được. Thì mà em nói ra nói thì sợ đây hai mẹ con không có đi được, không có chỗ ở đây, mình gán ở đây là gì con gì cái mình đi. Có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ đi đâu đó rời khỏi nơi này không? Chị có chứ. Tại sao mình không làm mà mình cứ đứng đây mình chịu được? Tại vì mình thấy con mình nhỏ quá, bây giờ mới là chợ thì không được. Rồi không có chỗ mình dung túng nữa, bên ngoài thì mình không có đất đai. Dạ. Nhưng mà một là một người con gái đi, mà khi mà chứng kiến tận mắt chứng kiến mẹ mình mà bị những ấm ức như vậy thì chắc chị chịu gì nổi? Dạ đúng rồi, em chỉ biết ra đường em khóc thôi chứ không dám khóc ngay mặt mẹ. Sao ạ? Tại vì mình không dám khóc, nó khóc gần mẹ thì sợ mẹ tủi. Tại mình thấy mẹ bớt. Nhưng mà chị có biết rằng là mẹ chị chịu những cái nỗi đau đó, mẹ chị tự khóc một mình ở nhà? Dạ biết chứ. Em thừa biết nhưng mà tại em không nói được. Là chị đi bán vé số chị khóc một mình vậy chứ không dám khóc cùng mẹ. Dạ đúng rồi. Sao hai mẹ con mình không tâm sự với nhau để mình có thể? Dạ không được, tại vì mình thấy mẹ mình già yếu ớt nên mình không dám. Là tự mình gắng mình chịu, tại vì mình còn trẻ, còn mẹ mình già rồi. Chị lại với bác đi. Cô ôm bác cái thôi. Nói chung là khi mà Đồng, khi Đồng mà xuống đây quý cô chú chị, Đồng không nghe nói cô kia nói là sống trong chuồng bò thì Đồng cũng không dám tin. Đồng phải xuống đây Đồng xem như thế nào đó. Nhưng mà thực sự mà xuống đây thì xác minh lại là đúng sự thật. Đây là cái chuồng bò mà kể từ ngày mà người chồng bị bệnh mất đi thì là khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn nữa nhỉ. Vậy là mình bán ngày 200 vậy đâu có đủ trang trải cuộc sống hả? Dạ không. Là mấy bé có được đi học không? Dạ có, nhà nước cho đi học. Tại vì là miễn giảm tiền học phí em đỡ cái phần đó. Chỉ có ăn uống rồi như tập vở đồ đạc. Còn hai đứa này chưa đi học nè. Sao ạ? Em không có chưa đủ tuổi hả? Có đủ mà em không đủ ăn. Mà mẹ chị hiện tại bị bệnh gì? Dạ mẹ em bị khớp á, rồi bữa hổm bị té gãy giò này nè. Té hơi là tự té hả? Dạ. Hay là có ai làm gì không? Sợ cô té, cô giấu con cô. Sợ con cô tội nghiệp. Cô đau quá, cô khóc hoài, khóc đêm gì đó. Nhức quá trời. Con gái gì bán cực khổ quá, cô không chịu nổi luôn con ơi. Có bao giờ cô thấy là mình ở đây thì làm khổ con gái mà cô muốn đi đâu đó không? Cô thấy con gái cô khổ quá, cô không muốn. Thà cô chịu khổ, cô chịu cực, ai muốn chửi cái này nọ. Cô muốn con gái cô vui vẻ thôi. Lo cho con cái thôi. Ai muốn chửi như chửi đuổi đi đuổi. Miễn cô sinh con gái cô được mạnh giỏi tẻ bắn là cô mừng rồi. Dạ. Là bên kia mình có đất có nhà không cô? Dạ. Ta hồi đó bên nội có đất. Ý là bên bà ngoại á? Bên ngoại không có cho. Bên treo té có. Bên ngoại không đủ số lừa, số nhà của nội ngoại ở cái nền thôi. Đừng treo té nha. Dạ chứ con. Là bên đó không có nền luôn? Có cái nền nhưng mà nhà đó nhà thờ thôi chứ không có hẳn là cho mẹ. À. Tại vì còn mẹ còn hộ khẩu trong đó nhưng mà mấy gì dành. Và bên kia cũng bị dành đất nữa hả? Dạ. Bà gì thứ bảy á. Bên ngoài hả? Dạ đúng rồi. Dành hết đất hả? Rồi. À do vậy là dành hết đất thì cô cũng còn đi đâu mới về với con gái. Dạ. Rồi ơi, nghĩa là bên ngoại cũng bị dành đất luôn. Dạ đúng rồi. Dành đất là dành hết đất luôn hay là còn phần nào không? Không không.
chỉ hình như chung quanh nó có cái nền mà. Có cái nền nhà. Bên gì là sao với cô? Làm em dạ, em gục mẹ thứ hai. Trời ơi. Mẹ gục là dành hết đất của mẹ rồi, giờ để mẹ sống chuồng bò như vậy. Ha, dành không nói tiếng dành thì không dành, nhưng mà cái như ta không thích cho mẹ ở á. À. Dạ. Là kiếm chuyện hoài. Đúng rồi, kiếm chuyện cho mẹ đi hoài á, rồi em thấy vậy thôi. Mẹ mình mà, mẹ gục mà đâu biết bỏ đâu, thôi mình dắt mẹ về ở. Dạ. Là mình ở cái nền chuồng bò này thì tổng cộng được bao nhiêu năm rồi chị? Em về năm 2015 á, tới giờ á. 2015 năm 2024 là 8 năm hả? Dạ đúng rồi, 8 9 năm vậy á. 9 năm. 9 năm ở trong chuồng bò này. Dạ đúng rồi. Ha, cấp đầu là mới về á thì cho trên đó đó. Ừ. Xong cái ghép chồng đó, rồi mới cho xuống đây là cho đặng cho các người riêng cho ổng làm á, ổng tự làm á. Mà ở từ hồi đó tới giờ. Dạ. Là chồng xuống đây được mấy năm là chồng mất hả? Dạ đúng rồi, hình như sanh thằng nhóc này ra nè. Thằng nhóc này ra rồi mới tới thằng nhóc kia. Rồi mới là mới sanh gái rồi ổng mới đi luôn. À. Nên là cấp đó là con bé này mới có 1 tuổi rưỡi à. Nó không có biết gì á. Chỉ biết bà nó ngủ rồi, nói nói bà nó ngủ cho nên không biết bà nó chết. Ba mất thì bé nói sao? Bà nó nói là bà ngủ rồi mẹ ơi. Rồi tới sáng thì nó nằm nó thấy gì á, nó mới kêu sao con lên con kêu ba không thấy ba, rồi vậy thôi. Có bao giờ mà khó khăn quá mà chị muốn bỏ lại mấy con với bà ngoại chị đi đâu đó thật sao? Cũng có cái suy nghĩ, nhưng mà em suy nghĩ lại á thì mình không nằm, tại vì ba nó mất rồi á, thiếu tình thương ba rồi mà giờ mất tình thương mẹ nữa thì cũng không được, nên em mới ráng em ở đây với mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Ô chị, thường ngày chị đi bán vé số, em thấy khu vực trong này khá là xa nhỉ, đi chắc là đi phải đi xa lắm mới bán. Dạ đúng rồi. Tại vì trong này là khu nông thôn á, đâu có ai mua vé số dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, ít có mua lắm. Chị đi bán vé số khoảng mấy cây? Em đi, em cũng không dám chừng được nữa, hồi đó giờ không có biết cây số á. Ý là bán khoảng mấy giờ là về? Em có lúc như cả giờ này em về nè, thế á, thì chạy luôn tới 4 giờ mấy, 5 giờ, rồi em đi lấy số nữa. Còn cái hôm á thì em về sớm thì khoảng 1 mấy. Em canh giờ đi rước mấy đứa này về đó. Dạ. 10:50 em canh rước xong cỡ rồi. Em đi bán rồi em không canh giờ kịp á thì em điện cho bà giờ chậm rước giùm. Tại vì em còn nhiều số nên bán nó chậm quá, đợt này người nhiều người bán á. Nên em bán chậm rồi em không có lợi người ta. Nãy giờ em trò chuyện với chị từ đầu kia tới đây thì em thấy trong lòng chị có rất là nhiều cái điều ấm ức muốn nói ra nhưng mà không dám nói. Đúng không rồi. Đủ can đảm để nói. Dạ đúng rồi. Nói ra sợ con mình này rồi mẹ mình sẽ không có chỗ ở hả? Sao con tên gì hả? Biết nói chuyện chưa chị? Dạ biết rồi. con tên gì con nói với chú nghe này. Không biết hả? Chú cho tiền mua bánh nè. Con nói chú nghe đi, con tên Trinh hả? Nói đi con nói đi. Nó ngạ, nó mắc cỡ. Dạ. Giờ bà ngoại thì nếu mà có điều ước cho con gái thì bà ngoại ước gì? Mẹ ước cho có cái nhà riêng cho con gái ở à. Chứ ở đây họ chửi hoài, họ đuổi họ hoài, đi hoài. Thôi đừng có nói cái điều đó ra, mất công lắm. Dạ. Mất công. Dạ biết rồi. Mất công. Biết rồi. Mất công là tối lại có chuyện đó chị nhỉ? Biết. Đúng rồi, đang bị gây gắt. Đây nãy giờ đang giục được đang gây gắt à. Nên em không dám nói. Thôi kệ đi. Sợ gì hả? Cảm giác sợ vậy? Có gì đâu. Cái vợ đau có khớp vợ nhất lắm. Nhất cô em đi được cái phần cô không có tiền mua thuốc uống nữa. Con nói với chú con tên gì đi. Con tên gì? Con tên Ngân. À, học lớp mấy rồi con? Lớp 21. À, rồi ba con đâu? Ba con cất rồi. À, rồi bé nó biết hả? Dạ. Khi bé bay mất thì bé này có biết không? Dạ biết, nó với anh nó với thằng này. Còn con nhỏ này thì nó không biết, tại vì nó mới có 1 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Và trên đây là di ảnh của anh ha? Dạ đúng rồi, di ảnh của anh. Mẹ mà anh con. Bây giờ để anh thờ dưới này luôn à? Cũng không để trên kia hả? Dạ không, mình hợp, tay mình vợ mình hợp. À. Cũng chưa có làm được cái bàn thờ cho anh luôn. Để dạ, trên cái tủ vậy đó. Dạ. Cái tủ này cũng nhờ đợt chồng em mất, người ta cũng cho đó. Mình gom góp lại người cho má mua được cái tủ. Ừ. Chứ thì đó em học bằng cái bàn á. Bàn nhà em để nồi cơm á.
quá trời con luôn. Đừng có leo quá, leo té. Dạ, con xuống nói với chú kìa. À, rồi là đông vậy thì mình nuôi sao kìa, làm vậy sao nuôi, nuôi cho đủ. Hả? Thì em cũng đi buôn bán hàng ngày kiếm sống qua ngày vậy đó. Đồng nào đã đồng nấy. À, bán vé số thì có bao giờ bị ế chưa? Dạ có chứ. À. Em bị hai ngày rồi. Ế thì làm sao? Ôm luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi có cái nào ôm mà trúng chưa? Dạ không. Ngọ lỗ nó giờ học người ta đòi nợ nữa. Kiểu như mình ôm cái số đó, lấy số đó mình không có tiền mình trả. À. Rồi kém mới năn nỉ người ta đó thôi. Giờ ráng giùm em đi, cũng nhà cũng mẹ rồi bố nó nhỏ rồi đó. Dạ. Rồi cái người ta thấy người ta nghĩ tình người ta để đó. Rồi đi bán vé số vậy thì ai chờ mấy bé đi học? Dạ em luôn. Chị luôn? Dạ. Sáng chờ, chiều rước hay là trưa rước? Dạ trưa rước và chiều rước nữa. À. Chiều đưa đi nữa. Dạ. Giờ vậy là bây giờ một mình chị là phải lo cho bốn bé này rồi thêm bà ngoại nữa là 5 người. Dạ, với cộng chị nữa là một người làm 6 người ăn. Dạ, đúng rồi. Để sao đủ? Ví dụ bình thường người 20 thôi là 30 thôi là cũng hết 180 rồi. Dạ. Rồi tiền xăng cọ này là tiền vốn này là tiền bán không hết nữa. Tại vì em nhính á. Thế mình lấy cái tiền ngoài mình nhính ra mình mua đồ ăn để ví dụ ăn ngày này. Không người tới 2 3 ngày vậy đó. Mua đồ ăn 2 3 ngày ăn lần vậy đó. Ví dụ ăn nhính lại thì được. Còn mà ăn nhiều quá thì cũng không có tiền cho nó. Dạ. Có bao giờ mà thiếu gạo, thiếu thức ăn chưa? Dạ có chứ. Rồi khi đó phải làm sao? Thì người này thấy người kia thấy thì cái người ta cho. À. Thấy thiếu một cái người ta lại ta kêu nghe lại cho mày gạo thì cho con mày ăn vậy đó rồi em đi lại lấy em lãnh em xin cảm ơn người ta vậy đó. Giờ cho con ngồi yên lên coi. Giờ cho em hỏi chị thật lòng, chị trả lời thật lòng nhé. Dạ. Ý em là giờ có mẹ chị ở đây này. Dạ. Cô ở đây, chị là một người con, là một người con gái. Dạ. Chị nghĩ như thế nào mà khi chị để mẹ mình phải sống trong chuồng bò? Dạ đây mà em không có nhà nên em mới bắt buộc em mới dắt mẹ em về ở chung với em. Chứ về không có chỗ đất này, không có chỗ ở luôn. À. Mới thật lòng luôn á. Nhưng mà chắc chị cũng đau lắm nha. Khi dạ, mà để khi mà để chính mẹ ruột của mình mà phải sống trong chuồng bò thì chắc chị cũng đau lòng lắm chị ạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Nói chung là quý cô chú chị ạ, là nói chung Đồng cũng hiểu sơ sơ nhưng mà chị với cô thì không dám nói ra thôi. Đồng nhìn khi mà cô cảm giác gì đó rất là sợ luôn. Ở riết đây là sợ luôn. Dạ sợ luôn con. Dạ. Đây hiện tại thì mấy mẹ con ở cái chỗ này quý cô chú chị này. Từ đầu kia tới đầu này là cái chuồng bò giờ che chắn lại ở thôi. Đó, xung quanh này là không có gì hết á. Toàn bạt với cái này thì gọi nhà thì không phải là nhà chị nhỉ. Dạ giống như cái chòi. À chòi. Ngày xưa là cái tôn này là tôn chỗ cũ của chuồng bò hay là mình mới làm lại? Dạ cái tôn nó bà chồng mua. À. Là chỉ cái mua. Còn cái cuộn nền là của chuồng bò thôi đúng không? Dạ. Đúng rồi, chỉ cái nền thôi. À, cái dấu tích của chuồng bò ngày xưa là còn cái gì nữa? Chỉ cái không biết, này chỉ cán nền lại luôn rồi, không có nền nữa. Tại vì lúc đó thì nghe nói là ở đây là chuồng bò thì đó, chuồng bò là có đó nhưng mà cái cán nền lại. Dạ, thì hôm nay em đến thăm hoàn cảnh của chị với cô vậy đó. Thì em xin phép chị chia sẻ cái đoạn video này lên trên kênh của em để kết nối với quý nhà hảo tâm. Chị có đồng ý cho em? Dạ cho, em không có gì đâu. Dạ. Nếu được thì em cũng mừng. Dạ, tại vì em quay em sẽ về đăng lên cái kênh của em. Dạ. Ông bà cô bác nào thương bắt đầu mới liên hệ để giúp đỡ cho chị. Dạ. Chị ha. Dạ dạ. Nên trước khi đăng chị em phải xin phép chị là có đồng ý cho em đăng lên này không? Dạ, tại vì có nhiều hoàn cảnh khi em đăng lên á, rồi là kêu em gỡ xuống, mà khi đăng lên rồi thì gỡ xuống không có được nữa. Em không gỡ. Em chấp nhận tại vì hoàn cảnh của em đã khổ rồi. Ừ, tại vì nhiều hoàn cảnh khi quay lên rồi bắt đầu là người này nói kia, người kia có đó, nói này thì lại xấu hổ hay là gì đó lại kêu em gỡ. Dạ không, em không quan tâm cái điều đó. Giờ là cuộc sống mẹ con em. Ừ. Cô à, con đăng lên được không? Được con. Được hả? Dạ. Rồi đăng lên có sợ điều gì không? Không. Giờ ta có chửi cô cũng đồng tình, cũng cắn răng mà cô cũng chuộc trình con cho cô có cái nhà tình thương ở chỗ khác, cô ở đây nữa. Ủa rồi xin nhà tình thương này cất ở đâu? Đi chỗ khác. Không có đất đâu? Không có đất đâu mà. Rồi vấn đề khó ở đây này là
cô cũng không có đất, giờ mà ông bà cô bác giúp đi giúp mình nhà nhỏ nhỏ mình không biết cách đâu. Nhưng mà nếu mà giờ mà để có số tiền mua đất với xây nhà là một số tiền rất là lớn đó. Đúng không? Ví dụ cô có miếng đất nhỏ nhỏ thì ông bà cô bác là giờ hai mẹ con khổ như vậy, chồng mất như vậy thì chị không sao, mình đang nói chuyện về cái nhà cửa mà mình không nói xấu nên đâu có sợ đâu chị hết. Mình nói về cuộc sống khó khăn mà sợ lắm, quý cô chú chị rất là thương. Thôi thì tạm thời thì con sẽ trích một ít quý trước ha, một ít tiền để chị gửi cho chị làm vốn bán vé số ha. Dạ. Xin trích quý của chị và cô Phấn ở nước ngoài gửi cho chị trước là 3 triệu để cho chị có tiền mua thóc mua gạo với lại để dành đó khi nào mà bán không hết thì có mà bù chị ha. Dạ, em cảm ơn cô Phấn rất là nhiều. Chị và cô Phấn ở nước ngoài. Dạ. Dạ. Cái này là 1 này chị. Dạ. 2. 3, chú gửi tiền cho mấy con ăn bánh nha. Dạ. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú đàng hoàng đây. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô kìa, con cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn cô. Rồi vậy thôi, em cũng thay mặt mẹ em với gia đình các con em cảm ơn cô bên cô Phấn rất là nhiều. Rất cảm ơn. Dạ. Cô chú nữa. Dạ. Cô nói điều gì không? Cô cảm ơn cô chú Bảy nha, giúp đỡ cho mẹ con cô. Cô cảm ơn nhiều lắm nha con. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. 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 May mắn nha. Dạ. Để dành sức khỏe ăn uống nha. Đến đây thì chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mà nói để mà kể ra câu chuyện thì rất là phức tạp luôn. Chúc quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Chúc cô và chị, chúc mấy bé học trong ngoan học giỏi nha. Dạ, con cảm ơn cô. Chào ông bà cô bác.